Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và của Tổng thống nước Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko tại tuyên bố chung hai nước nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Trần Đại Quang tháng 6 năm 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp nước Cộng hòa Belarus triển khai thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam Belarus. Mục tiêu của hội đồng là góp phần tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và Belarus trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, du lịch. Hội đồng chắc chắn sẽ là một kênh đối thoại hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý của hai bên. Đồng thời, thông qua hội đồng, những vấn đề vướng mắc trong quan hệ thương mại, đầu tư cũng sẽ được đưa ra bàn thảo và tìm cách giải quyết tốt nhất cho các doanh nghiệp. Với tư cách là tổ chức quốc gia xúc tiến thương mại và đầu tư tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo hai bên. Hội đồng Kinh doanh Hỗn hợp Việt Nam Belarus sẽ tập hợp những doanh nghiệp, doanh nhân đã đang hợp tác kinh doanh, có quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Belarus và những doanh nghiệp, doanh nhân thực sự có nhu cầu mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh Việt Nam Belarus. Thưa quý vị và các bạn, nhân lễ ra mắt Hội đồng Kinh doanh Việt Nam Belarus hôm nay, hội thảo kinh doanh với thị trường Belarus được tổ chức là hoạt động đầu tiên nhằm đánh dấu bước khởi đầu của Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam Belarus trong thời gian tới đây. Như quý vị đã biết, Việt Nam và Belarus có mối quan hệ truyền thống lâu đời và hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều bệnh thương mại có tính đột phá cao như CPTPP, EVFTA, Việt Nam và Belarus đang đứng trước nhiều thử thách cũng như nhiều cơ hội hiếm có để đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam và Cộng hòa Belarus đang mở ra nhiều cơ hội tăng cường quan hệ gắn bó giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, không chỉ đáp ứng nhu cầu của mấy nước mà còn hướng tới thị trường các nước thứ ba. Với sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN, Việt Nam sẽ là cầu nối vững chắc để Cộng hòa Belarus hướng tới các nước ASEAN và khu vực. Và cũng như vậy, với việc ký kết thành công Hiệp định Thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, Cộng hòa Belarus sẽ là một trong những cầu nối có nhiều lợi thế để hàng hóa Việt Nam vươn tới một thị trường rộng lớn này. Việc Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó Belarus là thành viên, lựa chọn Việt Nam là đối tác đầu tiên trong khu vực ASEAN để đàm phán FTA, chứng tỏ Việt Nam là một đối tác tin cậy hàng đầu của Belarus và các nước trong khu vực. Chúng tôi cho rằng Belarus là quốc gia có nhiều tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cơ khí chế tạo, giáo dục, viễn thông. Trong khi đó, Việt Nam có những lợi thế lớn về nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, vị trí địa lý thuận lợi. Việt Nam cũng được đánh giá là nước có tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ổn định, an ninh được đảm bảo, với triển vọng phát triển kinh tế bền vững theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Những thế mạnh của hai nước nếu được kết hợp chặt chẽ sẽ tạo ra những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp hai bên nói riêng và cho nhân dân hai nước nói chung. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên chúng ta vẫn còn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước. Trong nhiều năm qua, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu với Belarus và Việt Nam chỉ chiếm một tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vào khoảng 0,1%. Với những yếu tố thuận lợi như cả hai nước đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có nhu cầu mở rộng trao đổi hàng hóa, nhất là những hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, quan hệ Việt Nam Belarus hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, giáo dục, xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa nông nghiệp, vân vân. Để nắm bắt và tận dụng triệt để những yếu tố thuận lợi này, doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng phát triển lợi thế của mình, xây dựng những kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược để phù hợp với xu thế hợp tác mới, đặc biệt là với Belarus. Tôi hy vọng rằng sau buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ có nhiều doanh nghiệp Belarus và Việt Nam tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp với tiềm năng và mối quan tâm của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực có thế mạnh như đã nêu ở trên, nhất là
Việt Nam đang khuyến khích đầu tư như phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm kinh doanh với thị trường Belarus, một lần nữa tôi xin tuyên bố Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chính thức ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam Belarus. Tôi tin tưởng rằng bằng sự nhiệt tình và kinh nghiệm trong kinh doanh với thị trường Belarus, ban lãnh đạo của hội đồng sẽ công bố tới đây sẽ định hướng và hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trên mảnh đất tiềm năng Belarus sắp tới trong thời gian sớm nhất và gắn nhất. Đồng thời, tôi cũng xin khẳng định Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Belarus và hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan hữu quan, đơn vị liên quan vì sự nghiệp phát triển quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Belarus. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị sức khỏe, chúc cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Belarus phát triển bền vững, chúc cho chúng ta cùng thành công.